giờ vừa mưa là cái máy nên là nó hơi còn buông. Bác hàng xóm một cái máy luôn.
này, rất hiện đại luôn. Nhưng mà muốn như người xỉ này, giá đỡ bằng gỗ này. Và đây là tận dụng cái động cơ quạt bật trần. Bật trần đi và lắp thêm một cái bánh vào. Trên cái bánh này thì là gắn một cái số gấu của con su để thành đuôi xe máy. Đảo thì nó được rồi.